Xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người đang xem vlog của Tấn Như Sống Từng Ngày nha mọi người. Thì hôm nay đi làm phá cái dàn trên này mọi người. Nhưng mà mình phát hiện ở trong cái đất hoang nè, có cây mận. Nói chung trong này thì cũng có nhiều cây lắm, nhưng mà cái này bỏ hoang rồi. Tại miếng đất, cái nhà hoang này bỏ rất là lâu rồi. Mình cũng không nghĩ là cây mận này nó nhiều trái vậy mọi người. Mình chia sẻ mọi người cái mận này mọi người coi. Để mà mãi nha. Để ở trước này cũng cây đất hoang. Đây để có cây hoa gì mà nó nở, nó bò trên mấy cây này quá trời nè. Đất hoang bỏ đâu có ai chăm bón gì đâu. Mà hôm bữa giờ làm đâu có để ý đâu. Bây giờ phá vàng ở trống trống xa xa mới nhìn nó. Ủa sao cái cây gì có trái đỏ đỏ. Mà đến khi vô nhìn thấy nó kín lì cây mận luôn. Trái mà để thử coi ăn cho nó như thế nào. Quay một chút cho mọi người coi nè. Cây hoang này nha. Đây ngoài nhà hoang nè mọi người. Cái này thử thách 24 giờ ngủ qua đêm trong căn nhà hoang này được á. Nhiều lắm, cây sari to đung luôn, đây nói chung là nhiều. Sao bỏ hoang. Ok, ngồi nhà hoang nha. Ấy cha, ở dưới cái ao hoang này có con rắn nữa kìa. Kìa, mọi người thấy con rắn không? Đó, con rắn nằm dài dài đằng kia kìa. Đây, 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 dưới ao có con rắn nằm trên cái cây đó, mọi người thấy không? Đây. Họ con rắn nó nằm ở đằng đó nha. Thì nó ở dưới cái ao này đi. Thì từ từ mình tính đi. Ôi ôi, có kèo đủ sai trái. Cũng đâu có đến, đâu có để ý đâu. Quá, kèo đủ sai trái ngon. Đủ này chà. Quá trời, giống đủ này to tốt trái mọi người ơi. Chẳng để ý là có keo đủ hay gì đâu. Giờ mình đi ra cái cây mận thôi nha. Đây cũng có cây bưởi có trái nè. Đây cũng có một cây mận. Một cây mận này không có trái nha. Thôi nhà coi nè. Còn con rắn lại nè. Con rắn đang nằm đây. Con rắn đang nằm à. Nó nằm ở dưới con bèo nhìn lạnh người không. Cho nó một cục đá thử coi. Ồ, con rắn. Rắn này sao nó dạng dưới ta? Đó, đó le lưỡi coi. Rắn này rắn gì thì không biết, là rắn nước hay là rắn gì mà. Thôi, dù rắn ở dưới cái ao này không xử lý được đâu. Ao bê tông này xuống dưới cũng sâu lắm. Chắc con rắn này nó bò lên không được, nó mới nằm kẹt dưới đó thôi. Mình qua cái mận bên này mình chia sẻ cho mọi người nha. Đây là mình đến cái mận nè. Đây cái mận ở trước nè. Đưa lên cho cả nhà xem nè. Ôi ôi nó trái. Mình đi vô trồng nè. Ôi cái mận nó trái nè cả nhà. Qua trời trái luôn. Có ai chăm bón gì đâu. Coi cái gốc đó nè. Đã nói là trong hoang mà. Hoang, mọc hoang tàn vậy thôi. Ôi, ôi cái mận nó quá trời trái luôn mà đâu có để ý đâu. Quá trời con gì nó ăn nó rụng ở dưới. Mà không biết là ăn ra sao nữa. Bây giờ mình hái ăn thử coi. Ở bên này nó có mấy cái chùm nè. Mận lớn không thấy ham thiệt. Để bây giờ mình ăn thử rồi nha mọi người. Quá trời cái mận nó trái nè. Ham thiệt. Trái nè. Đâu có sâu xê gì đâu. Trắng phao à. Ngon, ngọt. Đâu có để ý đâu mà hái về ăn. Qua trời trái trơn. Ok. Trong khu đất hoang mà có cái mận ngon. Cái mận là tuyệt vời cả nhà. À,
Ai thích cây mận này thì cho một like rồi bấm nút đỏ đăng ký kênh bên dưới nha mọi người, để đi vô những cái khu đất hoang có cái gì mình chia sẻ, những cái lâu lâu có những cái trái cây lạ trong đất hoang nè, những ở trong đầu trong gì mình đi, những ngôi nhà hoang nè, bữa nào thử thách cái gì trong ngôi nhà hoang này cơ. Ngủ qua đêm ngôi nhà hoang này chắc hơi căng. Thấy ở dưới ao rắn rít nhỉ, trong nhà chắc nhiều rắn rít lắm, bỏ rớt xuống ao luôn biết không. Ở đây đứng được cũng sợ nè, mình cứ đậm đạp dưới chân nè. Mày kiếm cái mộc gì hái mớ à. Ngon chứ không phải có sâu gì đâu người. Tại vì cũng nghĩ là không có chăm, không có bón gì thì cái cây mận nó ra trái thì đâu có thể ăn được. Mà không ngờ luôn. Để mình đi kiếm cái mộc. Đấy nha, có cái bọc rồi, ai mới bỏ vô bọc rồi. Cao mà nó khiến nè. Tại nè. Ôi da, ôi ôi, nó rơi, chùm 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 lên. Bận thiên nhiên không có thuốc men gì hết. Hơi ngon. Giờ leo lên trên, thấy mấy cái chùm ở chỗ kia kìa, ngon. Giờ leo lên hai mấy cái chùm chỗ này nè mới ngon. Đó. Cái mận nó trái. À, để thấy cái mận nha, cái mận này bao ngon luôn. Ở trong khu đất hoang nè mà cái mận. Coi ở trên nè. Chùm chùm chùm. Thấy hàm thiệt. Quá trời trái luôn mà. Cũng khiếp trái luôn. Ăn ngon nữa chứ. Rồi, mình chia sẻ cái video ngắn đến đây thôi cả nhà. Đây, cái cây mận trong cái khu đất hoang này nè. Bây giờ mình hái một ít đây, mang về nhà ăn. Mình trèo lên trên nha.